11 trên 11 chỉ tiêu do các nội dung phát triển phong trào, công tác đoàn, đồng hành với sinh viên trong học tập và các hoạt động tình nguyện đều đạt và vượt. Là kết quả mà Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2019-2022. Phát huy kết quả đó, những nhiệm vụ mới cũng được đề ra tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2024 diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Nhiệm kỳ qua, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cho đoàn viên sinh viên. Đoàn trường chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, phát động sâu rộng phong trào sinh viên năm tốt đến các chi đoàn, duy trì nhiều câu lạc bộ học thuật và kỹ năng như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ sách, công nghệ thông tin, sáng tạo khởi nghiệp. Bên cạnh đó, đoàn trường tổ chức phong phú các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiệm kỳ 2022-2024, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đề ra 14 chỉ tiêu, trong đó 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền về các văn kiện của đảng, của đoàn. 3.000 thanh niên được hỗ trợ và giới thiệu việc làm, sinh viên khởi nghiệp, tham gia 2 công trình thanh niên cấp thành phố, 8 công trình thanh niên cấp trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành đoàn trường khóa mới gồm 29 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 thành viên.